Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của công ty Uli Việt. Hôm nay bên công ty mình lại tiếp tục cập nhật một cái công hàng cầu lưng Ấn Độ và máy nén khí Celox Ấn Độ để về phục vụ nhu cầu và lợi ích tối ưu của khách hàng. Hôm nay mời mọi người cùng mình ra khu công hàng để cập nhật xem sản phẩm này có chất lượng và những tính năng ưu việt gì so với các sản phẩm đang có mặt trên thị trường. Thì xin mời mọi người cùng mình ra khu hàng. Đây là cái công hàng cầu lưng Ấn Độ và máy nén khí bên mình đang cập tại kho nhé. Thì các bạn có thể thấy tất cả các cái hàng hóa đều được niêm phong kẹp trì này. Hàng hóa này đều về cập cảng này và đều được phải thông quan hải quan đã kiểm tra kiểm định chất lượng máy và nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa như thế nào mới cho thông quan được về này. Em mời các bạn cùng mình khui cái công hàng này nhé. Đây là toàn bộ cái công hàng của mình, gồm có máy nén khí Celox Ấn Độ này. Các bạn có thể thấy tất cả các hàng hóa đều được đóng kiện rất chắc chắn này. Xin chào các anh đẹp trai, hôm nay hàng bên em tiếp tục lại về để phục vụ các khách hàng đây. Công hàng cầu lưng Ấn Độ và máy nén khí Ấn Độ này. Celox Ấn Độ đều có tem kiểm định và đều đóng kiện về hàn công 40